sức ta đi bên ngày dài. La 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 la. Chỉ cần ta luôn luôn cố gắng thì ngày mai không xa chiến thắng. Mọi lắng lo cũng xóa tan khi có buồn. Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Bảo Ngọc đây. So cool. Hôm nay Bảo Ngọc sẽ làm một cái clip thôi mình vô trực tiếp luôn nha. Dạ không có gián tiếp nữa, vô trực tiếp luôn. Hôm nay Bảo Ngọc sẽ làm một cái clip là Bảo Ngọc sẽ đi bơi tại khu nhà mới cùng Bảo Ngọc. Thường thường á mọi người, người ta sẽ kiểu lựa vào cái lúc mà trời thời tiết nó nắng đẹp mà chói chang cho cái nước nó được ấm hơn á, và giống như là mình hấp thụ nắng vô cơ thể mình. Còn Bảo Ngọc rất khác người, Bảo Ngọc sẽ đi bơi vào trời mưa bão. Đây mọi người cũng có thể nhìn ra ngoài thấy nè, bây giờ trời nó muốn đen mà kiểu gần hết cái bầu trời rồi, chỉ còn một khúc bên mển thôi đã đen tới cái chỗ Bảo Ngọc luôn rồi đó. Nhưng mà hôm nay Bảo Ngọc sẽ làm một cái challenge là bơi ngoài trời mưa bão. Rồi muốn bơi thì chúng ta phải làm gì? Đó chính là mặc đồ bơi. Ở đây Bảo Ngọc có rất là nhiều đồ bơi luôn, mà có những cái còn chưa xé mát nữa. Bắt đầu lựa đồ nha các bạn. Thì Bảo Ngọc đã lựa ra được hai bộ đồ bơi, đó chính là một bộ màu hồng này. Thì mọi người nhìn nó cũng bình thường thôi đúng không? Nhưng mà Bảo Ngọc sẽ mặc với một cái rất là đặc biệt luôn, đó chính là ten ten ten. Đây chính là một cái đuôi cá dành cho người như Bảo Ngọc. Tại vì Bảo Ngọc không phải là cá, Bảo Ngọc là người. Cái này nó rất là đơn giản luôn, nhưng mà cái này Bảo Ngọc cũng có lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới khoe cho mọi người xem. Đây, cái này mình sẽ cho cái chân mình vào đây. Bảo Ngọc kể cho mọi người nghe một sự tích. Hồi đó là Bảo Ngọc tầm năm mấy cũng không nhớ, nhưng mà tiểu học nha. Xong Bảo Ngọc đeo cái đuôi này vào, xong rồi bắt đầu lúc đó lần đầu tiên xuống bơi mà Bảo Ngọc đâu biết gì đâu. Mà lúc đó Bảo Ngọc biết bơi rồi mà bơi giỏi luôn. Bơi sao vẫn chìm. Lần đầu tiên Bảo Ngọc bơi Bảo Ngọc chìm luôn. Chìm luôn. Xong Bảo Ngọc cái, ủa mình biết bơi mà. Xong cái lần thứ hai Bảo Ngọc xin mẹ, cái mẹ sợ quá mẹ không cho Bảo Ngọc bơi nữa. Xong cái giờ Bảo Ngọc cũng lén, nói chung là cũng cố gắng lén để bơi được. Thì đúng lần thứ hai Bảo Ngọc bơi được luôn mọi người. Ten ten ten. Mọi người có biết cái này là cái gì không? Nhìn lúc đầu thì nó giống như là cái áo ống. Nhưng mà thật sự là đây là một cái đuôi cá nha mọi người. Rồi, thì cái này nó phải đi chung với cái này thì chúng ta mới có thể bơi được chứ. Rồi, cái này á thì chúng ta sẽ chồng vào cái này nha. Xong cái nó thành một cái đuôi cá luôn. Hay ba cái này Bảo Ngọc chỉ rồi đúng không? Thì đây chính là một cái bộ đồ bơi. Đây. Cái màu này giống như là tấm tuốt vậy đó. Rồi, ok. Bảo Ngọc sẽ để đây. Ở đây Bảo Ngọc có một cái áo. Ui giời ơi, rất đồ hoài luôn á. Đây là một cái áo choàng unicorn của Bảo Ngọc. Nó rất là to. Hồi nhỏ Bảo Ngọc có một cái nhỏ, nhưng mà bây giờ Bảo Ngọc lớn, Bảo Ngọc có một cái lớn. Tiếp theo là đây chính là một cái đồ kẹp mũi khi mà mình bơi đuôi cá. Kiểu mình cứ bơi xong cái mình lộn vòng vòng gì nè, xong mình đeo vô cho nó được cứ sặc nước vào mũi. Khi mình nói ra là nó sẽ không có rõ, nó sẽ không có rõ. Kiểu mình vừa nói chưa kịp 2-3 giây là kiểu cái hơi mình nó lại vậy đó mọi người. Rồi tiếp theo, thôi cái lông mi của Bảo Ngọc đụng tới cái kính này. Ở đây có một em Thiên Nga rất là dễ thương. Em này thì dành cho kiểu người lớn mọi người, chứ kiểu hồi nhỏ còn nhỏ Bảo Ngọc không có xài được đâu. Giờ Bảo Ngọc lén rồi đây, mọi em nghe màu hồng rất là dễ thương. Thôi bây giờ Bảo Ngọc sẽ dọn đồ vào nha, đừng phân tâm nữa Ngọc ơi. Bây giờ Bảo Ngọc sẽ xếp cái khăn xuống trước. Bây giờ
giờ Bảo Ngọc sẽ mặc cái đuôi cá trước nha mọi người. 1, 2, 3. Xong vừa gội đầu và thay đồ xong luôn. Bây giờ tóc của Bảo Ngọc nó còn hơi ướt hơi hồi, Bảo Ngọc sấy sao? Nãy giờ Bảo Ngọc đi bơi nó rất là mệt và cũng rất là khát nước, nên thôi bây giờ Bảo Ngọc sẽ uống sữa chứ Bảo Ngọc không uống nước đâu. Tại vì sữa nó tốt hơn. Bảo Ngọc sẽ thường thường á, Bảo Ngọc muốn cho cao á là Bảo Ngọc sẽ uống sữa thay nước luôn á mọi người. Ngủ Bảo Ngọc lắc luôn cả lóc. À, trước khi mình uống mình sẽ lấy thẻ trước. Trời, Bảo Ngọc mê thẻ này đó. Đây, đây chính là cái thẻ thẻ quả bóng. Đây là sưu tập 24 thẻ quả bóng bất kỳ đổi ngay một quả bóng cool. Kể từ ngày 1 tháng 7 hồi qua rồi tới ngày 31 tháng 10 sắp tới mọi người. Cố lên. Bây giờ Bảo Ngọc cố lên, Bảo Ngọc phải uống sữa thần tốc để sưu tập những cái thẻ này. Cố lên, cố lên. Rồi bây giờ Bảo Ngọc sẽ khui ra nha. Đó, Bảo Ngọc phải kiểu bây giờ còn nhỏ, mình phải uống nhiều sữa để cho mình cao lên đó. Nên là Bảo Ngọc uống sữa thay nước luôn. Ví dụ khát nước uống sữa liên tục. Như là một ngày có khi Bảo Ngọc uống hơn một lốc luôn á. Hôm nay Bảo Ngọc làm cái video clip bơi để truyền đến thông điệp cho các bạn là chúng ta nên học bơi. Ví dụ như là bạn nào mà sợ nước á thì chúng ta cố gắng vượt qua ải này, cố lên, cố gắng. Ví dụ như là chúng ta đi sông suối hay gì đó mà chúng ta bị tách ra khỏi đoàn á, sau một mình té xuống suối mà mình không biết bơi thì lúc đó đâu có ai cứu mình đâu. Mình phải kiểu tự lực gánh sinh. Nếu mà bạn nào biết bơi thì ok, tốt. Còn bạn nào không biết bơi là thôi luôn. Nói chung là nếu bạn nào biết bơi rồi á thì mua cái đuôi cá với Bảo Ngọc nè và bơi tủm 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 tủm. Còn bạn nào chưa biết bơi thì đeo
mua cái phao mà con thiên nga giống Bảo Ngọc á, xong rồi cái mình bơi cũng được, hoặc là mình mua cái phao lưng, phao tay, hai cái tay nữa để mình tập bơi. Bạn nào biết bơi hơn nữa thì mình có thể là ra biển á, xong cái lặn ở dưới nước nè, rồi hoặc là bơi mấy đôi cá rồi kẹp cái đầu mũi, kẹp cái đầu mũi giống Bảo Ngọc nữa. Bơi á giúp cho các bạn được khỏe hơn nè, tăng sức đề kháng, rồi nói chung là rất là tốt. Nó giống như là cái thông điệp của Kun vậy, cùng Kun vận động mỗi ngày. Yeah. Đến đây á thì video clip của Bảo Ngọc sẽ đóng lại và hẹn tất cả mọi người vào những video clip sau. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. À mọi người đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh Huỳnh Bảo Ngọc và nhấn vào cái chuông nữa nha. Bye bye.